Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng cũ luôn mọi người. Đây là cửa hàng chi nhánh số 1 ha. Có khá là nhiều người không biết cái cửa hàng này, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người cái cửa hàng ha. Thì cửa hàng mình nó tọa lạc là cái đường DT743. Thì những ai mà ở khu vực Bình Dương thì mọi người cứ đi từ dòng xe An Phú nè, đi thẳng cái đường DT743, mọi người đi hướng về bên ngã tư A50 á, thì mọi người sẽ thấy được cửa hàng mình nằm bên tay phải ha, nằm bên tay phải. Còn những ai mà không ở khu vực Bình Dương á, thì mình thứ nhất có thể lên trên bản đồ nhấn là dòng xe An Phú hoặc là Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 3 thì nó sẽ ra cái đường đi cho mọi người đi ha. Dễ nhất là cứ đi tìm vòng xe An Phú nha. Đó, tại vì cái cửa hàng mới này hiện tại là bên mình chưa có ghim vị trí trên bản đồ á, nên là mọi người sẽ khó tìm. Cứ đứng ở dòng xe An Phú á, là mọi người sẽ nhìn xung quanh đó sẽ có cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, nó cao 4-5 tầng. Cứ thấy tòa nhà này mà màu trắng đỏ, ghi chữ Honda là cửa hàng Honda Giáp Bình Dương màu trắng đỏ ha mọi người. Đó. Rồi, thì hôm nay tiếp tục là chuyên mục xe cổ ha. Đây là, nếu mà nói cổ thì con này chắc không là cổ đâu, nhưng mà trong cái danh sách nằm ở trong cửa hàng mình, nó thuộc trong cái bên nhóm xe cổ nên là mình gọi nó là xe cổ ha. Đây là chiếc AB Thái ha. AB Thái mọi người thấy nó rất là đẹp luôn. Đây. Nó là một thời á, thời năm 2010 á, mình nhớ được là những ai mà đi AB Thái nè, con trai hay con gái gì á, là nhà rất có điều kiện ha. Cái thời mình đi học á, những bạn mà đi học á mà đi AB Thái này rất có điều kiện. Năm 2010 là lúc đó mình học 11 rồi, thì đa số những bạn mà đi AB Thái thì phải nó có nhà rất là có điều kiện luôn ha. Đây. Thì bây giờ mình sẽ báo giá cũng như là đi vô chi tiết chiếc xe trước ha. Thì chiếc xe này mình nói cho mọi người biết luôn giá đầu tiên luôn ha. Nó là có mức giá là 140 triệu và nó là đời 2010, giấy tờ trên xe là đời 2010 luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào quay chi tiết cận cảnh cho mọi người xem từng chi tiết một ha. Rồi. Đây là chiếc AB có FI ha. FI. Đó. Cực kỳ đẹp ha. Thì do nó ở trong trong kho mới dắt ra mọi người nên là nó còn bụi ha, còn đóng bụi khá là nhiều luôn. Đó. Đây. Quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Còn vấn đề mà mình quay dàn áo ha, rồi đĩa mâm thì nội cho mọi người xem, còn vấn đề ốc ác thì mọi người có thể lên đây trực tiếp để mình xem nha. Đây, lớp là vẫn còn là mắc in Thái Lan luôn ha. Chắc là mọi người sẽ hơi bị khó thấy. Đây, lớp là còn zin luôn nha mọi người. Tuần thứ 13 năm 2010. Thôi, mọi người có thấy không? Tuần thứ 13 năm 2010 ha. Ống đèn ở đây. Dàn áo là không có sơn lại ha mọi người, không có tút dặm sơn lại gì hết. Chìa khóa thì chỉ còn một chìa thôi. Đây là phần nút của nó nè. Đây là mặt đồng hồ nó nha. Mặt đồng hồ thì đi được 1.700 km rồi. Xe hiện tại đang hết bình nên là mình không có nổ máy và mở lên cho mọi người xem được ha. Đây. Tem Thái còn luôn ha. Dưới đây cũng có tem Thái nữa nè. Đây. Dưới nắp két nước cũng có tem Thái luôn. Lớp sau cũng là lớp 2010 luôn ha. Đây. Đâu rồi, đây mình xay tới chỗ đá cho mọi người xem nha. Đâu rồi ta? Đây. Cũng là tuần thứ 13 năm 2010 luôn. Ừ.
Con này là màu cam đen ha. Ngoài ra thì bên cửa hàng mình còn có màu trắng đỏ nữa, trắng đen này nọ nữa. Đó, thì mọi người có thể nhìn tổng thể chiếc xe nha. Xe này hiện tại á là anh giám đốc bên mình đứng tên ha, anh giám đốc bên mình đứng tên. À, có nghĩa là một người đó đã bán qua cho anh giám đốc mình, anh giám đốc mình đã đứng tên biển số ở Bình Dương. Đó. Mọi người có thể lưu ý vấn đề này nha. Giấy tờ cà vẹt là năm 2010. Mọi người thấy AB Thái đẹp không? Phải nói nó cực kỳ đẹp luôn ha. Tới hiện tại bây giờ nó vẫn còn rất là đẹp và nó đi phải nói là rất là mạnh luôn. Đó. 140 triệu nha mọi người. Rồi, bây giờ vô phần cốp xe coi. Đây. Đầu ngày còn luôn ha. Tem Thái luôn nha mọi người. Đó. Chữ Thái luôn nè. Kính nè, kính còn hai cái của nó luôn nha. Đây. Cũng chữ Thái luôn ha. À, chìa khóa là còn hai chìa ha, còn chìa trong đây nữa nè. Đó. Nè, cuốn sổ bảo hành là sổ hướng dẫn sử dụng là cũng của Thái luôn nè. Đó, còn một chìa nằm trong túi luôn. Đó, mọi người thấy ha. Còn hai chìa đầy đủ luôn. Thì những ai mà muốn mua dòng xe này thì có thể liên hệ vào số điện thoại bên góc trái màn hình ha. À, muốn bên mình thì sẽ bao rút hồ sơ cho mọi người luôn. Đó. Nếu mà những cô dì chú bác anh chị em nào mà không biết cửa hàng đi ở đâu thì cứ đi tới dòng xe An Phú và gọi điện thoại cho mình ha. Số điện thoại mình để bên góc trái màn hình. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người và sẽ đến tư vấn trực tiếp cho mọi người luôn. Bên cửa hàng mình là bao rút hồ sơ cho mọi người nha. Còn nếu mà mọi người đăng ký mà muốn cửa hàng bên mình đăng ký thì cái phí dịch vụ bao nhiêu thì mọi người phải chịu cái tiền phí dịch vụ đăng ký nha mọi người. À, vận chuyển xe thì bên mình cũng sẽ có vận chuyển xe. Nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì bên mình vận chuyển xe tính mức phí là 500.000 đồng. Còn những tỉnh thành khác thì tùy vào độ xa gần thì mình sẽ báo giá vận chuyển xe xa khác nha mọi người. Và giá mình báo cho mọi người đó là 140 triệu là giá niêm yết luôn nha. Giá niêm yết luôn. Rồi. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà mọi người thắc mắc vấn đề gì thì có thể liên hệ vào số điện thoại bên góc trái màn hình hoặc là bình luận phía bên dưới để đóng góp ý kiến nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo nha.